không chấp hành quy định về vận tải hành khách, hành lý và bao gửi trên đường sắt quốc gia. Quý khách mang theo hàng hóa cấm vận chuyển như hàng nguy hiểm, vũ khí người, thi hài, hài cốt, hàng hóa cấm lưu thông, hàng hôi thối làm dơ bẩn toa xe, động vật sống, vật công bị toa xe. Người say rượu, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mất trí, xuống tàu hoặc thò đầu, tay, chân ra ngoài cửa sổ, không tự ý bị ném đá, không đụng vào các thiết bị có ghi hai chữ nguy hiểm. Đi tàu, xin vui lòng không gây ồn ào mất trật tự, làm ảnh hưởng đến người xung quanh, tư trang cho người không quen biết. Ngoài ra, để phòng tránh mất mát, nếu phát hiện kẻ gian, cho tiếp viên phụ trách toa hoặc nhân viên khác của tổ tiếp viên trên tàu để ngăn chặn. Không, cứ đứng thẳng đi. Sao?